này các bạn thân mến, đây là nông cơ kho hàng là Nhật Yên Long Khánh ha. Cái này chuyên môn nhập hàng trực tiếp từ Nhật về bán các bạn nha. Thì số điện thoại của anh là 0913 651 802 ha. Địa chỉ là đường 21 phường 4. Đường 21 tháng 4, phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh, thì nó nằm ngay cua heo của Long Khánh á. Thì hàng này hàng nói chung nhập về bán thì nó đủ loại hết. Thí dụ như mấy con bèo quèo này thì cái giá nó rất mềm nha các bạn nha. Mình đã từng hỏi giá rồi, giá nó bèo lắm, giá rẻ lắm, anh nhập trực tiếp về mà bán giá rẻ lắm. Các bạn nào muốn mua thì cứ liên lạc rồi Zalo, Zalo với nhau rồi làm việc chứ. Chứ giờ mình nói chung ngày hôm nay thì mình giãn cách xã hội cũng 90 ngày rồi. Bữa nay mình xin cái giấy, mình xin tờ giấy nè, xin giấy phép mới đi được đây. Đây, đây xin giấy mới đi đường được đây. Đây, đây nè, anh nhìn nè, giấy đi đường nè, thấy không? À, mình phải xin cái giấy mới đi đường được. Rồi, thành ra mình sẵn dịp rồi mình quay cho các bạn xem luôn. Thì đây có con EM3000 nè. Còn con kia là Kuta 1501 với con Kuta L2000 một cầu. Ba con này một cầu. Đây thì mình thấy còn có một cái dàn số nè. Hộp số rời nè. Đó, gắn động cơ lên là chạy thôi. Nói chung các bạn cứ hỏi mua đi, giá nó mềm lắm, anh em bán giá mềm. Có con máy đào N450 ha. Hanit nè. Rồi con Mitsubishi. Có con xúc lật siêu gọn nữa. TCM 725. Có con máy đào Mitsubishi M mấy đây không biết. Nước sơn rin luôn nha. Coi tem coi. M mấy? ME25. ME25 thì nó khoảng một tấc 25 các bạn. Rồi. Đây con Hanit nè. Con Hanit là con Hanit này là TB250. Bánh xích cao su. Rồi đây có con IB mấy đây? IB25. IB25 bánh xích cao su luôn. Đó. Mấy này anh để hàng có nhiều khi anh bỏ mối rồi nó còn lại. Mấy con anh chưa bán được á. Anh để đó thì các bạn hỏi mua thì giá sỉ nó cũng rẻ. Kia có một dàn gì đó cuốn rơm hả? Ở trên kho trên nè, cái này là ở dưới đây hôm bữa chất đầy đây hết mà bán nè. Chất đây nữa mà bán gần hết rồi. Còn kho trên nữa, kho trên kia là Nhật Yên 2 á. Nhật Yên 1 á. Yên 2 á. Ở đây mình thấy có cái con xe điện Hitachi nè. Đây cái loa thôi. Điện Hitachi ha. Xe khá đẹp đấy nha. Đây, đây có con Kubota gì ta. Rồi Yanma FX. À, con này là GL25. Con này mà cabin đàng hoàng hồi đó người ta bán trăm mấy chục triệu mà này chắc mấy chục à. Rẻ thôi. Rồi, bạn nào mua được cái gì thì alo nha. Theo số điện thoại đọc hồi nãy á. Rồi cơm đi, cơm đi. Rồi. Rồi con này đẹp ghê nha, một cầu.
Rồi, mến chào các bạn.